Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa lộ quỷ hoặc là lễ hội hóa trang là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, được coi như là một lễ hội vui nhất trong năm, đặc biệt là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn. Nếu như trước đây thì lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây thì nay đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được người dân trên toàn thế giới mong đợi. Năm nay các cửa hàng bán đồ hóa trang phụ kiện hút hàng với những thây ma rùng rợn, những con bí đỏ khổng lồ, mặt nạ hóa trang. Đáng chú ý là các mặt hàng này lại vô cùng thu hút khách trẻ. Năm nay các cửa hàng phục vụ hàng hóa cho dịp lễ hội Halloween khá phong phú. Những phụ kiện như mặt nạ, băng kẻ tóc, quả bí đỏ, phục trang đều được thiết kế rất quái, thu hút nhiều khách hàng đến mua. Nhiều cửa hàng nhập hàng Halloween bán từ sớm đã cháy hàng chỉ sau một tuần. Bán chạy nhất Halloween gồm có là mặt nạ nửa mặt, với nón Halloween, với một loại bí, với loại bí chợ. Những chiếc mặt nạ hóa trang là sản phẩm hút hàng của trẻ nhỏ từ 5 đến 10 tuổi do trẻ tham gia các lễ hội Halloween tổ chức tại trường học. Các sản phẩm đèn bí đỏ, mặt nạ da, nón phù thủy, lưỡi hái cũng rất được trẻ ưa chuộng. Các bậc phụ huynh có nhiều lựa chọn sản phẩm cho con của mình. Thị trường năm nay cũng rất là sôi động. Hôm nay thì đến cửa hàng do em bé nó nhỏ nên chỉ chọn mấy cái mặt nạ rồi cũng phù hợp cho em bé nó chơi thôi. Còn mấy cái đồ khác nó ghê hơn dành cho mấy người lớn. Đứa thì thích áo choàng, rồi nón, rồi mặt nạ, rồi gậy, rồi mấy cái gì lưỡi hái rồi này kia đó, đủ thứ. Tùy từng loại, giá cả dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn một món, như mặt nạ da từ 10 đến 60 ngàn đồng, quả bí ngô tầm 25 ngàn đồng. Tuy nhiên, phần lớn các cha mẹ cũng hướng tới việc mua các bộ trang phục sự kiện đơn giản và thiết thực hơn, phù hợp với sở thích của con. Mặt hàng bây giờ rất là đa dạng, mà từ mà giá mềm, giá 20-30, rồi 70-80, mà 200-300 cũng dễ. Lễ hội Halloween ngày càng được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình, sức nóng của thị trường này vẫn tiếp diễn khi nhu cầu mua đồ chơi của khách hàng trẻ em gia tăng. Dự kiến không khí ma quái sẽ phủ khắp Sài Gòn trong dịp Halloween.